Ê, đi đâu? Nếu kiếm một cái chai ta thì một con năm dinh chứ sóc trăng vậy bắt lại dinh mình kêu ra cái sóc trăng cái đường về Trà Vinh đâu á đường về Trà Vinh á vâng cái này cái gì đừng chạy Trà Vinh đó lên lên ông Thanh lên ông Thanh lên ca luôn anh em phát tiếp nè anh quay giò đúng cái chảo thế gì của tim ôi bầm ra mặt lái bên hai bên rồi
Mấy giờ? Mày 1:30 phải không? Quỳnh, cái gì vậy? Quỳnh. Rồi cái gì vậy? Dạ, có hai đội trưởng, hai đội phó, rồi xong rồi sau đó là đội trưởng, đội phó sẽ cùng với hai đội của nghệ sĩ đó. Còn nhưng mà trước đó thì em sẽ có cái này như vui là ai thích cũng về đội nào thì đứng sau lưng đội đó. Đó thì em sẽ có cái này như vậy. Dạ, chắc tụi em sẽ nếp đi làm tí cho nó kẹp này. Có ngày mai tụi em phải lúc đó các bạn. Dạ rồi, em chào anh. Mai gặp lại. Cái đó mình phải sau đấy. Ừ, nhưng mà chưa đổi ra sao? Phải chia hồi sáng để em sắp theo là khác luôn chia đã. Có. Anh kìa. Rồi chưa đổi ra nữa. Mình chia đổi ở trên đây xong rồi xuống ghe lại. Chúc nó xuống ghe luôn. Quỳnh, nếu sắp xếp ô thủ cho hai hơi tối, thâm hợp lên nhiều cỡ cả kề cả cả tối. Đến mức kề đúng không? Nó làm vô chạy thuộc cho nó luôn hả? Thuộc là đắt. Nó làm như cho nó. Rồi chạy đó rồi, tao chạy cho nó rồi, nó mới ô thủ. Rồi, ông chạy nhắc lại luôn á. À, năm vô thật màu nâu. Thì ô nó có ở dưới điểm luôn. Đắt chọn là vô vô bình thường.